Thế chế nòng lon tỏng bàn, ta lọc nhiệt nên nhảy chuyện lon nhảy nhảy, sang càn trường cao đẳng, lon trung cấp trôi tây bàn, bắc Giang liêng, là nhàn hồ sơ tuyển sinh hạc dạng tắng nên tọc lạn. Cả nên còng vật tuyển sinh bẹn trang hợn sang nên cả táng vì ai nhập tuyển sinh cú tài tọc. Lòng hao chuyên gia cải chấu cọng, lon còn chấu, trích số hận là bẹc nhây sạp ngổ trên hạc sẹng trồi cục hạ một tham gia xét tuyển nhập tài tọc là tăng kín con vạn lặn do liên quan táo cáo cọng lòn cọng chấu nhất sẩy lon hau nỏng sẹng trồi, sang pá tầy nọng trụn mền bồ sang pá tầy cắn sán hầu cú càng cây xếp tác ngộ cây cang tràn hợn trên mọc tay trần sội táo xỉ xẹng cắn nhặt mời cháy nồng lon tỏng bạn xem cả tiếng dầu là tọc trọng hệ trung cấp ngành điện tử công nghiệp lon hối chấu cọng trong nỏng hà quang dự trồi phường thọ sương thành phố bắc giang chiến lại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp tiêu nộp hồ sơ đăng ký tiêu tọc ngành kế toán lý do nỏng ken tọc thệm tiêu láu cọng chấu tặc ngày hận Em thì đã tốt nghiệp và nóng là tộc trọng trời trường, trường, trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, à, loan bằng phán vá, loan bằng Châu Công, và... cung xây bất nòng bất tập rồi. thềm, ngành, kế toán, chàng, tán, thêm, chấu, ngành kế toán, tiêu chàng táng công chấu, cung xây của nòng. Nên nhảy chuyện là nhìn nhảy, trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp là tuyển nhảy trên làm bẹc ngầu sập ngầu chỉ tiêu, chơi lẻng hệ cao đẳng loan trung cấp. Trên đây hệ cao đẳng xảy cao bẹc chỉ tiêu trường chấu cộng cáo tổ cấp tổ ngành tổ cộng chấu loan phương trầm trang cú nhân tọc giàu thể hào kèn cộng chấu phù hợp loan lặt chấu cộng lon tọc rồi loan dòng nhập cộng chấu Càn trường lan dấu tó, còng vạt, tay cọ, chất lượng cáo cọng. Lôm, lan cập nhật, sầu lại, lon thêm nhập, trang sạn, cáo trình, đào tạo, văn lặn bến phạp cáo loan tọc tao từ các xác mặt dòng tiêu cáo tọc sội giới thiệu lon chấu phật cọng ngày táng hạc xẹng, xương dện hối thực tập thực tế nêm lon cọng chấu la tắc tọc trôi hao công ty doanh nghiệp trôi tịch bản khen. Khi tốt nghiệp lớp 9 xong vào đây chúng ta tọc trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, nòng sẽ giàu bằng phán phá lan bằng chấu cộng, tam ma chất trường, nòng sẽ giàu cộng chấu cộng tặc ngày hơn. Tóc chơi cây, nòng ta hạc trà hạc ô, cáo chân xây liều phạm, lòn chân xỉ chặn, chấu phạt xương giảng ngày, tiêu nòng hóc cây tọc sội tặc hầu nhất. Ngộ cây, lan vạn sản học bến pháp cáo tập rồi, tiêu hao nòng hạc xẹn, tiếp sau bài tỏ tạc hao nhất. Ngộ cây cắn cập nhật bến pháp, uh, pháp uh, lạn nhà dịch lạn tiêu với vận dòng, nhập tình hình trồi thực tế. Ai nhập nhu cầu của doanh nghiệp, ngộ cây sẽ cáo sang hao chuyên ngành mà hao doanh nghiệp loan trả vội, nàng cần táo. Ngộ cây lan vạn sản nhà dịch thực hành, phù hợp loan nhu cầu của trả vội, nhập tình hình chấu chặt trồi thực tế của hao doanh nghiệp, cố sang học cọng ty tài, lông cọng ty ca hồng hải. Thực tế. Sang nên cản cây, số lượng tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp, cố cản trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp, lan đạt, loan hối khỏi chỉ tiêu tác dạo. Nhờ chủ tòng hay sàng tổ hợp bến pháp tuyển sinh, tiểu xã hút cố nhân lai tọc, táo xế san cung xây, hệ trung cấp, cố trường, đạt bẹc phần bẹc chỉ tiêu hệ cao đẳng gì cơ bản đạt cáo số chỉ tiêu. Số hạc xẻng sàng dện đăng ký theo tọc sang hào cộng chấu lặt chắn, lâm điện, điện tử, công nghệ ô tô, canh trại, thương mại điện tử, cơ khí chế tạo, giàu cú cộng, sàng thềm. Năm nay thì căn nên cố con tuyển sinh giáo không phạt lạn chất xỉ tài, mùi dị hạc dạng, non hạc dạng, là tiếng tộc cố cộng, khen cộng chấu, và... bác Giang khen giờ tô hao chán sội đối lòn cổ cầu cáo cộng, à... táng là văn năm nổi chuyển khen, thêm nơi xảy dịch covid sập cầu, lạ tặc khống chế, căn trường dí là chủ tòng chơi cản non hào trường trung tọc phổ thông, trung tộc cơ sở, trực tiếp tư vấn non báo táng hao nòng hạt dạng tó xấy san cung xây can trường, trường là tuyển sinh nhập, hệ trung cấp đạt phép phần pep chỉ tiêu tạp chặt hệ cao đẳng ni can trường dĩ là chú trọng chỉ tiêu cú bộ dạo xảy sang cú nhan, giàu đam mê lòn cọng hàn chệt thệt tam ma tọc trọng lấp cầu trường trung tộc cơ sở hương vĩ yên thế vìn nỏng hoàng mạnh dũng đăng nộp hồ sơ đăng ký vừa tọc phan vá kết hợp lon tọc cộng, trồi hệ trung cấp cho trường cao đẳng miền pô bắc giang cố càn, ết cố nhiệt tọc, nóng là dáng sang dáng lệ tao, hối trợ cản lon cổ cộng chấu hàn. Trước hết đầu tiên cháu là cơ sở, vật, chất, chất cố căn trường đảng, cao đẳng mền bô bắc giang chân sĩ hào lan phù hợp hạt trạ hạc pu, cáo sang bài cáo chân sĩ liều lạm lon chân sĩ chặn nên xảy lý do nòng ken căn trường cây tự tảo nòng kèn cố cọng châu Hàn, vì nòng kín cố cọng cây phù hợp lân lật lon hao lấu châu. dầu cọng châu, lon dầu ngoài sao ổn định. Lực, khả và sức khỏe của trường cao đẳng Mền Pơ Bắc Giang, lên tao xảy trường trung cấp cọng châu Mền Pô Yên Thế. Nhặt nhề cao lấy nhiệt nên nhề trễ lân nhìn nhảy, bộ châu cọng thắng binh lân trả vội là tập chặt quyết định săn lạp đơn vị phát trường cao đẳng Mền Pô Bắc Giang sàng thêm công hơi sàng đôi ngũ tài piêu lãnh đạo, cốn lầy, cáo dện, đảm bó cơ cấu số lượng, đặt chuẩn nhận dịch cộng chấu. Lạt, chấu cộng, lân khả năng chưa cả lân khoa tọc, công nghệ sạn tiêu đáp ứng tăng yêu cầu phục vụ cáo tọc sội, lon tọc sội. Công xây trường rào ba sập nhảy tại piu Cảo Dện, cố nhân chấu cộng, chấu trồi cao khoa, phòng chức năng, chuyên cáo sang hào cộng chấu, tóng khlam, cố cục ca, lò mày sạm hấu, điện, điện tử, cơ khí, tòng lặt, hàn, công nghệ ô tô, giảng giang tàu. Lý do mà em chọn Lý do nòng khen trường ừ, thông cao đẳng miền Po Bắc Giang tiểu tỏ sội vì căn trường sau các vì... sắc mặt dòng ừ, chân sỉ hầu hạc cha hạc bố cáo chân sỉ liều lạm à, nòng theo tọc mai sạm hấu vì nọng chân sỉ ừ, đam mê lon cổ cong chú cây Phần lý thuyết ni ngọc cây trình chiếu mô phỏng nguyên lý ừ, chỗ cọng của sang loại máy Phần thực hành ni ngọc cây hướng tái hạc dạng tháo, lắp trực tiếp chay cả chấu lăn hạc xẹng, tiêu hao nỏng chặt trường, hao nhạ sau, nhập cọc chấu. Về nên tọc nhảy trẻ lan nhìn nhẹ tóc nhảy trẻ lan là nhịt lạm trường cao đẳng mền Pô bắc giang đăng ký tuyển SP ngộ sập chỉ tiêu hệ cao đẳng luôn lấy còng chấu luôn chặt bẹc ngộ sập chỉ tiêu trung cấp sập giặt cọng chấu nhờ chủ tỏng cho con vạt tuyển sinh hầu chỉ tiêu cáo cộng cho nhà dịch trung cấp ưu tiên từ tắng sang cổ nhan xây hạc dạng là tọc trọng trung tọc cơ sở tràn xảy xạo hút lon hối khỏi chỉ tiêu tặc dạo. Họng cán rào ngành hệ cao đẳng, căn trường lập tổ hao lán hầu, trồi tuyển sinh. Đối với tuyển sinh hệ cao đẳng, loạn tuyển sinh hệ cao đẳng, ngô cây gì lộp tổ lán hầu, vì cây sảy nên hiện tao, ngô cây chấu cú còng tuyển sinh. Ta còn chấu khai sản trạng sạn, tó hao điều kiện tiêu phục vụ tắng hệ cao đẳng cán nên, căn trường hắn nhà sau chấu. Ban nhiệt cán nên, căn trường hắn châu Cú cộng tuyển sinh nên lại táo cung xây, căn trường, hắn đạt tạc ngộ sập phần biệt. Ngô cây mong úi, bộ thóng bình, trà vội, lon ủy ban nhân miên liêng, dâu táo, tao từ cơ sở vật chất, tiêu căn trường, đảm bó các sắc mặt dòng, phục vụ tăng công cáo lần tọc. Dạo thềm, hao chỉ tiêu biên chế, tăng hào cáo dện trời căn trường. Chàng vội sang lớp, bụi giảng, tăng cáo dện, tiêu tay cọ nhà xịt, công chấu, tăng đôi ngũ cáo dện tiếp tục đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường. Sang căn trường tài tọc là cộng bố kiệt cá tuyển sinh nên nhảy trễ lan nhìn nhảy, di xe ma sang trường cao đẳng, dáng nhập tiêu lầu cho mồi tiểu xã hút sang cố nhân giàu nguyện vọng. Dù lắn hầu hận tạc loàn sang nên cả táng, ta mát căn trường tài tỏ cả nên cộng bố, kết cá, tuyển sinh, chăn xỉn này trong tận dòng tác lợi thế tuyển sinh, liều nên cú văn, sang căn trường cao đẳng trồi tệp bạn liang, làng sẵn thẻm cú cộng tuyển sinh, tiêu đạt tác chỉ tiêu, tập chặt trồi cá nền. Bản thân em vừa mới tốt nghiệp trong hội thông xong. Nòng khen cú cộng cáo dọc nha. mầm non tiểu tọc, tọc trời cây, nòng tắc mầm cổ cạ, chẳng ngăn trên tọc rồi. Ngón là tọc trọng, lon hồi chú cộng, làm... trọng cong chấu của ngủ cung xây, chăn xảy sán ừ. hầu. À, nên ngủ là đăng ký, mình. hồ sơ, đã, tiêu tọc, ngành đăng cáo dọc mầm non trời trường. Cung xây, khen, lạng, xỉu tổ của nhân cáo dện. Nên, nên ngủ cây mong úi, tam ma tọc trọng, đi sẽ hầu, giàu cộng chấu. Tọc trực cây, ngò tắc củ cạ, chẳng ngăn trên tọc sội Sau này khi tốt nghiệp thì sẽ được tìm hiểu công việc dễ dàng. Trường cao đẳng Ngô Gia Tự, xảy bá tẩy cáo, cú nhan lạt, chất lượng cầu, tổ ngành, tổ nhà dịch, trồi hao còng chấu, y dược, sư phạm. Bùi giảng nhà dịch, kỹ năng công chấu, xê lông yêu cầu cuối trả vội. Lông còng chấu nên nhảy trễ lan nhìn nhảy, đơn vị tạc dạo tuyển sinh khá bẹc lấy sập hạc xẹng, xẹng dện. Trước nay, hệ cao đẳng xây nhảy bẹc ba sập chỉ tiêu, trung cấp xe lọc sập chỉ tiêu. Căn trường tuyển sinh bèn bén pháp xét tuyển, Xây san đăng ký xét tuyển táo làm sạp sập nhẹ nhẹt nên nhảy chuyện lăn nhảy nhảy. Trong tiểu chú trong cáo hao chỉ tiêu, cung say cố cộng tuyển sinh cố can trường, vân lộp tổ hào lán hầu. trong thời gian tới, nhà Xây san táo, căn trường, căn trường sẽ tú nặng tuyển sinh ngành cáo à dọc mầm non, ngày, nó loàn nó sang cụ con, pui sàng hơi lạt. Căn, căn khỏe, trường sẽ tú nặng chỗ hao còng vạt, tuyên truyền tuyển sinh tỏ ra cú nhân trôi trả vội xây săn cú căn trường là cháu cú cộng giới thiệu con cháu tiêu tam mát xẻng dẹn tọc trọng chất trường đi tặc giới thiệu con cháu trồi sang bá tây căn cán trường, tây. Cán tây, trường cán phối hợp Loan sang hào sở ngành liên quan Loan sang học cơ sở tuyển dụng cộng tê xuất khẩu cộng cháu tiêu giàu cộng cháu tắng xẻng dẹn sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường Bắc Giang Khleang rào làm sập lọc bá tẩy cáo rào con chấu, cho nên rào ngổ trường cao đẳng, lót lọc trường trung cấp. Lông con chấu nên nhảy trễ lát nhìn nhảy, liều Khiang sẽ tuyển sinh nhảy sập ba trện chặt bẹc chỉ tiêu. Cho nên hệ cao đẳng xảy bát bẹc làm sập chỉ tiêu, trung cấp sẽ nhảy trện chặt bẹc ngộ sập chỉ tiêu, cán rào xảy sơ cấp, lon đào tạo leo ước tính tó liều cao nhiệt nên nhảy trễ lan nhảy nhảy. Tổng số tuyển sinh trồi hao nhà xịt trồi sang bá tẩy cáo dọc cọng chấu, sang bá tẩy chấu cọng cáo dọc cọng chấu, lon doanh nghiệp tuyển sinh, lon cáo cọng tắng của nhân chấu cọng, xây nhảy lấy trện lan sạm bẹc lan lấy của nhàn, đạt ba sọc lấy phải chặt phần bẹc cọng chấu của nên. Trời xế xa nên nhảy trên lăn nhảy giặt, tó nhảy trên lăn nhảy ngầu. Bắc Giang dự kiến cáo, cao đẳng, cọng chấu, tắng ngầu trên của nhàn, trung cấp xây xong ngầu trên của nhàn. Tập tròn, nhạp sang hào cọng chấu phục vụ tắng doanh nghiệp. Úi dầu lại hao lán hầu, chơi con vạt tuyển sinh, cân chấu hao con vạt hướng con chấu, trồi sang bá tẩy cáo dọc, loan hao tẩy bàn, nhằm vặt lạn nhà dịch, cú nhân men, cậy cú con tọc sội, con chấu, cú văn năm nổi, Trôi cơ sở, tiếng chặn, lon con cá sầy, lạc chấu cọng, cú hao hạc xẹng.